Chào cô chú anh chị và các em. Bữa nay Thảo có thông tin mới vô trong liên đoàn hiến đạo sinh của con trai nè. Nghe mấy chị nói về Việt Nam giờ không có phải test Covid nữa, mừng quá trời luôn. Chia sẻ với bà con cô bác coi có ai chuẩn bị về Việt Nam thì không có lo nữa. Tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Việt Nam. Công điện của Thủ tướng Chính phủ được ký ngày 13 tháng 5 cho phép tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID trước khi nhập cảnh Việt Nam bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 5. Mừng quá cô chú anh chị và các em ơi, để Thảo tìm thêm các thông tin chi tiết khác nữa nha. Từ ngày 27 tháng 4, người nhập cảnh vào Việt Nam không còn bắt buộc phải khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu. Cái giấy y tế này họ lúc trước nhiều người căng lắm. Ra tới sân bay khai báo lên máy bay muốn trễ luôn. Thảo tìm thấy mấy tin này mới trên mạng nè. Cho bà con nghiên cứu khi mà đi du lịch khỏi nước Mỹ và trở về nước Mỹ ha. Thảo thấy cái bài báo này mới nằm ở trên top nè. Nói là các hàng không Mỹ kêu gọi dỡ bỏ quy định xét nghiệm đối với khách quốc tế. Vậy là còn một số quy định đi vô nước Mỹ ha, cũng như đi ra để đi du lịch các nước khác. Cái này là quy định cuối năm 2021 là toàn bộ hành khách đến Hoa Kỳ, bao gồm công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và diện thị thực, không định cư, bất kể tình trạng tiêm chủng ra sao, phải cung cấp bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính một ngày trước chuyến bay hoặc bằng chứng trước đó đã chữa khỏi COVID-19 trong vòng 90 ngày. Trẻ em từ 2 đến 17 tuổi vẫn phải đáp ứng yêu cầu xét nghiệm này. Toàn bộ hành khách không phải là công dân Hoa Kỳ khi đến Hoa Kỳ theo diện thị thực không định cư sẽ phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và cung cấp bằng chứng tiêm chủng trước khi lên máy bay đến Hoa Kỳ. Khi quá cảnh qua một quốc gia thứ ba để về Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên quý vị chỉ nên quá cảnh, không nên nhập cảnh vào nước sở tại và rời khỏi sân bay. Ở lại sân bay qua đêm hoặc thay đổi sân bay, những hành động này có thể dẫn đến việc bị cách ly hoặc làm chậm trễ hành trình của quý vị. Quý vị nên liên hệ trực tiếp hãng hàng không hoặc đơn vị lữ hành của mình nếu có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ đặt vé. Quý vị nên đeo khẩu trang che mũi và miệng khi ở các khu vực trong nhà của hệ thống giao thông công cộng, bao gồm máy bay và trong nhà tại các trung tâm giao thông của Hoa Kỳ. Thảo thấy bây giờ mọi người hay mua vé trên mạng online nên nhiều cái thông tin á, mình không có cập nhật hết. Nếu mà đến các dịch vụ mua vé thì mấy người bán vé người ta sẽ cho mình thông tin chính xác hơn ha. Thảo sẽ đi đến đó hỏi để tìm hiểu trước khi về Việt Nam thăm gia đình. Tung tăng đi về nếu như mà không có mấy cái rào cản khó khăn này. Nói chung là bà con đi về rồi á, qua nhớ test COVID nha. Với đừng có đi đâu quá một ngày sau khi test thì nhiều khi qua Mỹ mình gặp mấy trở ngại như Thảo mới đọc lên đó. Vậy là bây giờ á, về Việt Nam thì không có phải test COVID nè, rồi không có phải điền mấy cái mẫu đơn về dịch COVID nữa. Hai cái đó cũng đỡ quá rồi. Nhưng mà mua vé máy bay bây giờ lại mắc. Tại vì á, nhiều cái nước châu Á chưa có mở lại đường bay về Việt Nam. Thảo mới hỏi một người bạn bên Canada, mua vé từ Canada về Việt Nam vào tháng 6. Mua một chiều thôi nha, đi một chiều về tới bển thôi đó, là 1.600 đô Canada, là khoảng 1.200 đô la Mỹ. Tiền Việt Nam á, thì khoảng gần 30 triệu. Còn ở Mỹ, á, bây giờ ở San Francisco á, có chuyến bay không phải ghé quá cảnh mấy cái nước ở châu Á. Bay thẳng luôn của Vietnam Airlines về tới sân bay quốc tế bên Việt Nam. Thì khoảng 2.000 mấy đô la một vé là giá vé bay từ sân bay quốc tế San Francisco nha. Ở tiểu bang California nè. Thảo nói mấy cái vé này là vé thông thường thôi đó. Chứ không phải vé first class.
Nếu bà con cô bác muốn mua vé rẻ cho mùa hè này á, vào tháng 6, tháng 7 thì vé rất là cao. Tìm vé rẻ đi về tới Việt Nam vào buổi tối 9, 10 giờ tối hay là khuya á, thì rẻ hơn. Đó là những cái vé quá cảnh tới như nước Nhật nè, các sân bay Nhật á, hay về tới Việt Nam tối lắm. Bà con cô bác tìm hiểu nha. Hồi cách đây 3 tháng thì vé đó có 1.000 đô la, giờ chắc lên gấp đôi rồi. Tại vì cái gì mà mình mua cận quá đó thì sẽ lên giá dữ lắm. Giống như tháng 6, tháng 7 thì ở đây nghỉ hè, người ta sẽ bắt đầu về Việt Nam thăm gia đình. Tháng 8 vé bắt đầu rẻ rẻ lại, tại vì tháng 8 ở đây là bắt đầu nhập học rồi đó. Một phần vé máy bay về Việt Nam hiện nay lên giá vì có một số nước châu Á chưa mở đường bay về các cảng hàng không của Việt Nam. Hồi lúc trước á, gia đình Thảo Hai đi Eva Airlines ghé Đài Loan, về Việt Nam khoảng trưa, rất là thuận tiện cho người nhà đưa đón. Nhưng mà bây giờ chưa có mở đường bay trở lại, chắc gần cuối năm á, sẽ mở lại. Còn người bạn Thảo á, mua từ Canada về là ghé quá cảnh qua Hồng Kông, đi hãng Cathay là nó ghé Hồng Kông, mà sân bay đó rất là đông nha. Thảo có đi một lần rồi, quá cảnh rất là nhanh luôn, khoảng nửa tiếng 1 tiếng là lên chuyến bay về Việt Nam á. Nên bà con cô bác phải tìm cái cổng để đi vô các chuyến bay về Việt Nam trước nha, đi tìm trước đi rồi lên máy bay hả, đi vệ sinh. Hồi kỳ Thảo cho Vincent đi vệ sinh xong, hồi đi tới cuối cùng người ta đang kiếm gia đình Thảo đó, quá cảnh gì có nửa tiếng à, trời ơi, nhanh lắm. Bữa nay Thảo được mấy người bạn cho một số thông tin này, Thảo biết có nhiều bà con cô bác có người thân ở bên Việt Nam muốn về thăm, như mẹ già, rồi còn nhiều người con cái còn ở bển chưa qua được, rồi chồng vợ nữa, nên Thảo đăng lên liền luôn. Nếu mà bà con cô bác có thêm thông tin mới hay nữa thì để dưới phần bình luận á, cái Thảo đọc rồi Thảo làm thêm video nữa để đăng lên cho những người muốn biết á, ta có những thông tin hữu ích. Tại Thảo ở Mỹ có một mình à, gia đình ở Việt Nam hết luôn, nên hiểu tâm lý của những người xa quê hương, có một mình nơi xứ người lắm. Nên có cái gì mà cần thiết Thảo chia sẻ cho bà con cô bác biết. Còn cảnh ở đây đẹp lắm nè, trong vườn Nhật ở San Jose, California. Thảo đi quay một vòng cho bà con cô bác coi, cũng như đi du lịch ở miền Bắc California luôn, nơi người Việt sinh sống cũng đông. Ở khu vực này á, có đông người Việt nè, người Ấn Độ, Mexico, Hàn Quốc, người Hoa, người Nhật, Philippines, người Lào, người Cambodia, người Thái. Cái công viên này cũng gần nhà Thảo. Lâu lâu á, vô đây thấy có cây cầu màu đỏ như cầu cong cong như con tôm, cầu Thê Húc ở quê mình, rồi có rất là nhiều cá khôi. Không có con nào bơi vòng vòng đây ha. À có chị sẽ ta em mình được phục ta lượn qua nữa, con nữa lượn qua lượn lại em không tìm được vua cá coi, nhưng mà em vô trong đây em thấy một rừng cá coi. Qua bên đó thấy bà con cô bác ngồi coi đông hơn nè, cá rất là to, mà thích nhất là có cái ao bông súng nè, mà có bông bông này màu hường hường, hồng hồng, trắng trắng, có mấy con vịt ở chung luôn, chung với cá khôi, cá bự quá, con này màu trắng nè, mặt ú luôn. Tê tê, tê tê, tê tê. Bơi đi luôn. Cần nào con nấy mập ú à. Mấy cái mái che đó cho mát, cho cá mát phải không ta? Cô chú anh chị dạ em ơi, đây là một cái hồ cá khôi rất là nhiều luôn, con bự bự vậy đó. Hồi lúc trước á, nuôi ở bên cái hồ mà nãy Thảo đi ngang mà giờ cạn nước rồi nên đã bỏ vô đây, tập trung hết vô đây rất là nhiều luôn, và mọi người đến đây nè coi rất là đông.
bên Mỹ này thì không thấy ai kêu vua cá khôi á. Có nhiều người nuôi lắm, nhưng mà nuôi vừa vừa thôi, không có ai vua hết trơn. Bữa nay Thảo chia sẻ với bà con cô bác cuộc sống của người Việt ở miền Bắc California cũng như là người Việt ở hải ngoại. Cảm ơn cô chú anh chị và các em ủng hộ gia đình Thảo nha. Chúc bà con cô bác có một mùa hè vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại trong video mới của Thảo nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.